Hi, xin chào quý vị khán giả nhé. Cảm ơn quý vị khán giả đã ghé thăm kênh Nếm. Ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại quận Ba Đình. Thì tại đây ngày hôm nay mình sẽ quay cho các bạn một cái nghi lễ rất là quen thuộc đối với người dân thủ đô. Và nơi này thì cũng được người dân thủ đô chọn làm nơi tập thể dục, bởi vì là mọi người cũng muốn kết hợp là hóng mát và tham gia cái nghi lễ hàng ngày như thế này. Đó chính là nghi thức hạ cờ ở quảng trường Ba Đình vào lúc 9 giờ tối. Sau khi mà đi qua cổng giám sát an ninh thì chúng ta sẽ thấy cái con đường thẳng tắp dẫn tới Lăng Bác này. Một hình ảnh rất là quen thuộc đó chính là lũy tre ngà ở phía bên tay trái đây. Bên tay phải cũng có một lũy. Rất là nhiều những cái bài hát mà quen thuộc hồi bé chúng ta đã nghe. Bên Lăng Bác Hồ có đôi lũy tre ngà đó. Đó. Có vẻ như người dân đang tập trung về đây cũng rất là đông. Nhưng mà nếu như cái mọi người mà tới với cả tối thứ bảy ấy, thì sẽ thấy số lượng người về đây đông hơn. Khu quảng trường Ba Đình này rất là mát. Đây. Lát nữa thì sẽ có đội nghi lễ, họ sẽ đi diễu binh xung quanh Lăng Bác cho tới cái bục cờ kia và hạ chiếc cờ, một lá cờ rất là lớn. Đây là cái công việc hàng ngày luôn. Bao bọc xung quanh quảng trường Ba Đình là một cái đường Hùng Vương, thì mọi người có thể đi xung quanh đó nếu như mà không thể vào đây được. Tuy nhiên con đường Hùng Vương thì chúng ta sẽ không thể nào dừng xe được, bởi vì là sẽ có đội cảnh vệ, họ sẽ không cho phép là chúng ta đỗ xe để tránh cái tình trạng là ách tắc. Đây mọi người thấy không? Ở Lăng Bác này thì đối diện với cả tòa nhà Quốc hội ở phía bên này. Đấy, một tòa nhà cũng rất là đẹp, được xây dựng cách đây không lâu, độ vài năm trở về đây. Rất nhiều người dân đang tập trung tại đây. Ngày trước thì cái phía này chính là cái con đường vào. Mình đã sống Hà Nội được tầm khoảng 12 năm. Tức là cách đây tầm khoảng 15 năm thì mình bắt đầu cuộc sống ở Hà Nội. Thì cái nghi lễ hạ cờ và nghi lễ thượng cờ là hai nghi lễ mà mình rất là hay tới để tham gia. Thứ nhất là mình cũng muốn dạo bộ ở quảng trường Ba Đình này vì là rất mát, ở đây rất mát. Và thứ hai nữa, đây là một cái nghi lễ rất là thiêng liêng khi mà chúng ta được nghe cái bản quốc ca của Việt Nam vang lên. Bất cứ kể là ngày nắng hay ngày mưa thì tại đây đều sẽ diễn ra cái nghi lễ, nghi thức này. Mọi người có thấy cái vạch trắng này không? Khi mà nghi lễ chuẩn bị diễn ra thì đội cảnh vệ sẽ hướng dẫn cho người dân di chuyển cách bao cỏ. Cách bao cỏ tính từ ngọn cờ kia thì 1, 2, 3, 3 chính là cái vạch này. Và mọi người chỉ được phép đứng ở đây thôi để đảm bảo cái nghi lễ được diễn ra bình thường. Đấy, mọi người sẽ phải đứng ở đây nhé. Hoặc là các bạn có thể đứng ở cái con đường này. Đó, đứng con đường này thì các bạn cũng có thể thoải mái mà ngắm. Và theo như mình thấy thì nếu mà đứng từ xa như này thì chúng ta sẽ thấy được cái nghi lễ nó diễn ra được bao quát hơn. Chúng ta sẽ thấy cả đoàn người. Thôi mình đứng xa ra đi, mình không cần phải đứng gần mọi người đâu. Mọi người có thể thấy là để diễn ra cái nghi lễ này thì có rất nhiều những lớp bảo vệ kia đó bên ngoài cùng. Đây một hàng và bên trong một hàng nữa. Rồi, nghi lễ bắt đầu diễn ra mọi người nhá. Mọi người có thể nghe thấy cái tiếng trống diễu hành rồi.
một cái tiếng trống rất là quen thuộc, thậm chí là khi mà chúng ta học tiểu học cũng đã thấy cái tiếng trống này. Còn đây là bài hát Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân. Mọi người có thể thấy kia là đoàn tiêu binh bắt đầu xuất phát từ phía bên cánh trái của lăng nếu mà nhìn từ ngoài vào. Và đội tiêu binh này thì sẽ gồm 34 người. Lát nữa thì mình sẽ giải thích cho mọi người tại sao lại có con số 34. Ở hai bên mọi người cũng có thể thấy là có những đoàn tiêu binh ở phía bên trên kia, để lát nữa cũng hạ những chiếc cờ ở phía hai bên cánh. Còn đoàn tiêu binh này sẽ là đi ở chính giữa để hạ cái lá quốc kỳ lớn nhất. Đội tiêu binh này sẽ gồm 34 người mọi người nhé. Đi đầu là đội trưởng, đi tiếp theo là đội quân kỳ, đội quốc kỳ, và đội tiếp theo là đội quân kỳ. Đội cuối cùng là đội vác súng CKC, một cái súng mà trong diễu binh rất là quen thuộc với Việt Nam rồi. Đấy, mọi người có thể thấy là đội nghi lễ ở phía bên trên kia cũng đã đi gần ra phía đằng sau của những cái bảng khẩu hiệu kia: nước Cộng hòa xã hội Việt, chủ nghĩa Việt Nam muôn năm, và Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Ở đây chúng ta thấy có rất nhiều du khách, người dân địa phương, và thậm chí là có cả những vị khách nước ngoài nữa. Có rất nhiều người thì muốn đứng ở phòng ngoài phía kia để thấy quan sát rõ hơn. Nhưng ai đến sớm thì sẽ vào đây. Nếu như chúng ta mà đứng ở vòng phía bên ngoài kia thì chúng ta sẽ không phải qua những cái cửa kiểm soát an ninh. Còn ở đây thì chúng ta sẽ phải qua cửa kiểm soát an ninh thì mới vào được đến đây. Rồi, đoàn tiêu binh thuộc, đấy, mọi người thấy không? Đội tiêu binh kia thuộc đoàn 295 của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Hồ Chủ tịch đã tới được vị trí trung tâm. Mình sẽ zoom lên một chút nhé. Chúng ta đang thấy ba chiến sĩ đi lên chỗ bục cờ và bắt đầu thao tác là sẽ hạ lá cờ kia xuống. Mọi người quan sát kỹ ở xung quanh những lá cờ đảng và cờ quốc kỳ ở phía hai bên kia cũng sẽ được hạ xuống. Các chiến sĩ còn lại đều quay mặt về phía Hồ Chủ tịch, về phía lăng để bắt đầu hạ. Các bạn có thấy lá cờ xuống chưa? Cái gì đấy?
đâu em thế mà lùi em nghĩ là mấy lúc táo rồi mà không ra được nhưng mà nếu thôi mình khi bảo người yêu thế nào cũng được miễn sao biết nấu ăn. Mẹ bảo hai đứa ra đây xem để hai đứa đi nhá. Nói thì đội tiêu binh sẽ tiếp tục đi diễu hành một vòng và lát nữa sẽ đi ngang qua cửa lăng, và tại đó thì những chiến sĩ trong đội sẽ hướng mặt về lăng, những người thì cầm súng CKC sẽ giương lên theo cái nghi thức là bước đều, và bây giờ đang là đi đều, mọi người có thể thấy là đều tam tắp nhau, bằng mắt thường thì chúng ta mới thấy được cơ. Nghi lễ này sẽ diễn ra trong vòng khoảng 15-20 phút gì đó. Đội đi xuống tận phía cánh phải kia rồi. Nghi lễ hạ cờ này thì sẽ được diễn ra vào 21 giờ hàng ngày, bất cứ mùa đông hay mùa hè. Tuy nhiên cái lễ thượng cờ ấy thì sẽ tùy theo mùa nhé. Mùa hè như thế này thì sẽ diễn ra vào tầm 6 giờ, bởi vì trời sáng sớm. Còn mùa đông thì sẽ diễn ra tầm khoảng 6 giờ 30. Đấy là theo như mình tìm hiểu. Rồi, bắt đầu đội tiêu binh sẽ rẽ qua lăng. Mình sẽ zoom cận lên một chút nhé, mọi người quan sát kỹ nhé. Máy điện thoại thì nó hơi mờ nên là chúng ta khó quan sát. Thank you.
đội tiêu binh sẽ chuyển từ đi đều sang bước đều. Chuẩn bị nhé. Rồi đó, bước đều và đội súng CKC thì hướng thẳng súng về phía trước. Bây giờ lại chuyển sang đi đều. Tất cả các đội đều rút gần hết khỏi khu vực trung tâm rồi. Đấy, vẫn còn rất đông người dân tới đây để tham dự. Mặc dù bây giờ cũng đã là 9 giờ tối rồi. Rồi, nghi lễ đã kết thúc. Sau khi những chiến sĩ mặc quân phục màu trắng này rời khỏi hết sân thì các bạn có thể vào được sân giống như lúc đầu trước khi mình nghi lễ diễn ra. Đấy, người dân đang vào sân, quay trở lại sân rồi. Vậy là mình vừa mới giới thiệu cho quý vị khán giả qua về nghi thức hạ cờ ở quảng trường Ba Đình, ngay tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì mọi người có biết lý do tại sao mà trong đội nghi lễ, đội tiêu binh mà đi chính giữa đấy lại có 34 chiến sĩ không? Đó là 34 chính là quân số đầu tiên của đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập ở trên Cao Bằng. Và mình cũng đã từng quay một cái số về đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân ở trên trên Cao Bằng rồi, thì mọi người có thể tìm kiếm. Đấy là lý do tại sao mà có số 34. Và mình tin chắc là rất nhiều người không biết tới quân số của đội tiêu binh vừa nãy. Thì qua video này hy vọng là Nếm đã giới thiệu cho các bạn một cái thông tin cũng như là một cái nghi lễ, và có thể coi là một cái thói quen hàng ngày của người thủ đô khi mà ngang qua lăng Bác Hồ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video nhé. Hy vọng mọi người cũng có thể có một cái dịp nào đó tới đây để tham dự lễ hạ cờ hoặc là thượng cờ tại lăng Hồ Chủ tịch, để thấy được cái tinh thần của cả nước hướng về một nơi như thế nào. Bây giờ thì có lẽ là mình sẽ chúc mọi người ngủ ngon, chúc Hà Nội ngon. Bây giờ mình cũng sẽ phải rời đi đây.
tạm biệt mọi người nhé. Nếu video hay hữu ích thì mong mọi người có thể comment ở phía bên dưới. Còn nếu như ai có biết thông tin gì về lễ hạ cờ này thì hãy để lại trong phần bình luận để mọi người cùng biết nha. Tạm biệt mọi người, mình là Tùng Nếm.